Rồi, hello, chào bà con, chào đại gia đình ố la la nha. Đó, sự việc bây giờ là gần tới giờ cao điểm rồi quý vị ơi. Gần tới giờ cao điểm rồi, tôi nhận được liên tục những cái thông tin mà gọi là sốt dẻo nha quý vị. Đó, tức ngực, quá trời tức ngực luôn ha. Đó, bây giờ lại có một cái nguồn thông tin nói là ngày mai là chị Hằng sẽ vạch mặt Lê Anh Tú. Đó, Lê Anh Tú. Rồi bắt đầu là hồi sáng á, thì tôi lại nhận một thông tin là ngày mai là chị Hằng sẽ bị Lê Anh Tú là sẽ bị fan của Sư Minh Tuệ là hạ bệ rồi các kiểu. Nói chung bây giờ nó nhiều nhiều nguồn á, nó vô nó bình luận, nó spam trên Facebook tôi quá trời luôn quý vị nha. Đó, mọi chuyện đâu còn có đó nha quý vị, đâu còn có đó nha quý vị, chưa có gì hết mà ha. Đó, ngày mai chúng ta chờ có một ngày nữa thôi mà, làm gì mà cứ sồn sồn lên, nhảy tưng tưng lên quý vị ha. Rồi nhiều người nó lợi dụng cái chuyện của Sư Minh Tuệ là nó công kích chị Hằng. Đó, nó nói là bây giờ chị Hằng là cấu kết với ông Thích Nhật Từ, rồi ông Thích Chân Quang rồi này nọ ha. Chị Hằng trước đây là bạn của ông Nhật Từ, rồi bây giờ đâm qua là hại ông Minh Tuệ. Rồi cũng có một một nhóm nó gửi cho tôi, nó nói là bây giờ hả gì Sư Minh Tuệ là bây giờ là có những clip là chứng minh là Sư Minh Tuệ đang họp đại hội gì hội nhóm này kia. Hội nhóm này nó đã hoạt động được 5-6 năm, nó cử thầy về để mà nó làm cái này, nó làm cái kia, rồi khi nào mà thầy thu thập được nhiều fan rồi bắt đầu là thầy lực của thầy đủ mạnh rồi sẽ đưa quân về, sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia. Nói chung nó đưa ra nhiều cái luận điệu lắm quý vị, nhiều luận điệu. Nhưng mà tôi thấy kết lại là gì, kết lại là một là nó hại bà Hằng, hai là hại ông Minh Tuệ à. Đó, chứ không có cái gì mà gọi là nó có cái tính xây dựng hết quý vị nha, không có cái tính xây dựng. Đó, chỉ có một vài người là fan trung thành đó quý vị, là họ lo lắng. Đó, cũng có nhiều khán giả là gọi điện Sơn Sàm là khuyên là giờ Sơn Sàm ơi, rồi khuyên chị Hằng thế này, khuyên chị Hằng thế kia, rồi cũng lo cho thầy rồi các kiểu nha, rồi không biết là mai thì cầu mong sao sao cho chị như nào đó. Đó là những khán giả trung thành, còn lại là cái thứ mà đâm đâm sùng bể đó quý vị. Nó cứ gửi cho tôi, nó biểu tôi là phải nói cái này nói cái kia, nó biểu tôi là công kích bà Hằng đi nè, nhìn nè bà Hằng bởi vậy vậy nè, rồi nó nhắn tin cho tôi, nó nói bây giờ mình công kích ông Minh Tuệ đi nè, ông Minh Tuệ nè, đó có những cái clip này, có những cái clip kia nè, đó 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 đó. Trời ơi, tôi nói quý vị nghe, rồi tôi đã theo cái drama này sắc rạc, làm sao mà rành bằng tôi được, đúng không? Đó, tôi là không phải là tôi biết hết, nhưng mà cái tình cảm của tôi dành cho chị Hằng và Sư Minh Tuệ dựa trên những gì tôi thấy nha. Còn ở phía sau đó, cái uẩn khúc phía sau đó thì tôi không có biết nha. Tôi bằng cái cảm tính, bằng cái cảm quan của mình nha, tôi không có làm cái chuyện đó được nha. Còn tôi nói thiệt, nếu như mà Sư Minh Tuệ đó, nếu mà Sư Minh Tuệ mà ổng là người của tổ chức này, ổng là người của tổ chức kia đồ này nọ nha, không qua mắt được an ninh Việt Nam đâu quý vị nha. An ninh của Việt Nam rất là giỏi đó, cơ quan chức năng họ rất là rành. Tôi nói quý vị, những cái chuyện mà nó kinh thiên động địa, mà nó tinh vi cỡ nào đó mà họ còn moi đầu ra được, huống hồ gì câu chuyện của ông Minh Tuệ là nó rầm rầm như thế ha. Câu chuyện của ông Minh Tuệ nó rầm rầm rộ rộ, nó ào ào như thác đổ như vậy mà làm sao mà qua mắt được nha. Có những câu chuyện nó im ỉm mà nó tinh vi, mà nó âm thầm như thế mà họ còn lôi đầu ra được nha. Đó, cơ quan chức năng họ rất là giỏi, yên tâm. Nếu thực sự ông Minh Tuệ ổng là người 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 của tổ chức này tổ chức kia, họ bế 30 giây rồi nha, họ bế 30 giây liền, nhanh nhanh gọn lẹ nha, đừng có lo, không nên lo nha. Còn nếu mà chị Phương Hằng, nếu mà chị Phương Hằng làm cái gì sai với pháp luật thì ok, cơ quan chức năng họ sẽ xử lý, sai tới đâu xử lý tới đó, ok. Chị ở sừng sững ở trong Đại Nam đó, có chị có chạy đi đâu mà lo nha. Đó, không có chạy đi đâu, không có trốn đi đâu lo cả. À, và quan trọng là chị Hằng muốn chia sẻ cái điều gì, chị Hằng muốn nói cái gì liên quan đến cái drama của Minh Tuệ, và phía sau đó là những cái góc khuất gì, chị đã nắm được cái gì ha, chị đã nắm được những cái gì và chị đã biết được những cái gì đó, cho nên chị sẽ chia sẻ với mọi người. Chị đã nói là chị đánh không trượt phát nào mà chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, thì bây giờ còn có một ngày nữa chúng ta có chờ đợi đi ha. Bây giờ không có cái lý do gì đó, chưa tới ngày 20 tháng 10 mà bây giờ đã bắt đầu chửi nhau rồi, đã chửi nhau, đã triệt hạ lẫn nhau rồi ha. Nó chưa gì mà thấy bên này là triệt bên kia, bên ra triệt bên nọ, là cuối cùng là cái tụi mà chàng hãng chính giữa là đã ngồi lại hả hê nữa, nó lại vui, nó lại hả hê, nó tung hô đồ các kiểu á. Đó, bây giờ một vài người nói là cái kênh của cái con Lê Thị Miễn gì đó, nó con Miễn 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 gì ở nước ngoài đó, ở Nhật hay ở Hàn Quốc gì đó, là có những cái bằng chứng rất là rõ ràng, nó chứng minh ông Minh Tuệ là người của tổ chức này tổ chức kia.
đó, thì chúng ta phải đặt dấu hỏi con Miễn nó là ai nha, nó là ai, tại sao nó ở nước ngoài đó, và tại sao nó lại biết hết những cái gì ông Minh, về ông Minh Tuệ nha, rồi tại sao nó lại có được những cái đó á, có phải là người ta xây dựng nó lên không đó, người ta đẩy nó lên để làm một cái truyền thông để hạ bệ ông Minh Tuệ đúng không đó. Và tôi lướt vô thì tôi thấy cũng tào lao đó, tôi thấy con này không có đáng tin đó, con này trước đây là bảo vệ cho ông Trân Quang là kịch liệt đó, cũng là nằm trong chúng thanh niên hay gì đó. Đó, bây giờ nó xóa hết rồi nha. Đó, và để hiểu hơn cái con Lê Thị Miễn này á, thì chúng ta nghe qua cái phần nhận xét của cái anh này. Anh này ảnh là một người rất là am hiểu về con Lê Thị Miễn này. Rồi quý vị nghe qua. Trong drama của chị Phương Hằng mấy ngày qua thì dư luận xã hội đang chú ý tới một câu nói đầy ẩn ý và chưa rõ ràng của chị, đó là tôi sẽ nói cho mọi người biết thế lực đứng phía sau mới là ai. Tuy nó chưa rõ ràng, chỉ là một câu nói khá là mơ hồ, nhưng nó lại thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận rất là lớn. Đặc biệt, nó thêm một lần nữa tiếp năng lượng cho những đối tượng chống phá và những người không yêu mến thầy Thích Minh Tuệ cổ suý cho cái luận điệu thầy Thích Minh Tuệ là một nhân vật do các thế lực ngoại bang dựng lên để làm cách mạng màu chống phá nhà nước. Vậy thực hư thì thông tin này như thế nào? Có rất nhiều người tràn vào feed live của tôi cũng giống như để lại bình luận trên video và nói rằng cứ vào kênh Lê Thị Miễn đi rồi sẽ rõ. Khiến tôi cũng phải tò mò vào kênh Lê Thị Miễn để xem và là nghĩ cách để làm video phản biện. Nhưng sau khi lướt qua một vòng những video mà Lê Thị Miễn đăng trên kênh của mình, thì tôi chỉ cười nhẹ và lướt qua. Vì tôi khẳng định với những cái video, với những cái luận điệu của Lê Thị Miễn mà những ai tin vào những cái luận điệu đó thì phải khẳng định đây là những con cừu non ngoan ngoãn, rất là dễ bị dẫn dắt, hoặc là những người nhẹ dạ cả tin. Đối với những người này, giờ có làm video phản biện cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì hết, cho nên tôi bỏ qua, không quan tâm và bỏ luôn cái ý định làm video phản biện. Quay lại vấn đề chính, thầy Thích Minh Tuệ có phải là một nhân vật được dựng lên để chống phá nhà nước hay không? Thì cá nhân tôi khẳng định chắc chắn là không. Vì nếu như thầy là một nhân vật được các thế lực ngoại bang dựng lên để chống phá nhà nước thì chắc chắn cơ quan chức năng đã không để cho thầy an yên tu tập như vậy, cũng không phí công hoài sức để bảo vệ thầy trong thời gian vừa qua. Vì Giang Cư Mận có tài giỏi tới đâu đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ giỏi hơn cơ quan chức năng nhà nước, và cũng không bao giờ giỏi hơn được lực lượng an ninh mạng của Việt Nam được. Chính vì vậy, cá nhân tôi tin tưởng tuyệt đối vào cách làm việc của cơ quan chức năng nhà nước, và việc cơ quan chức năng nhà nước bảo vệ trong thời gian vừa qua nó là một minh chứng quá rõ ràng cho câu hỏi đó rồi. Tuy rằng cơ quan chức năng bảo vệ thầy không phải là chỉ bảo vệ cho cái an toàn của thầy, mà cơ quan chức năng bảo vệ thầy chính là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho đất nước, chứ không phải chỉ duy nhất bảo vệ thầy. Nhưng nó cũng như một lời khẳng định rằng thầy không phải là một nhân vật được thế lực ngoại bang dựng lên để chống phá nhà nước, và cũng khẳng định rằng sức ảnh hưởng của thầy quá là lớn đối với đất nước, đối với dư luận và đối với Phật tử. Cho dù là ảnh hưởng theo cách nào đi chăng nữa thì cũng khẳng định đó là sức ảnh hưởng của thầy rất là lớn. Bởi vậy bây giờ chúng ta không cần phải quan tâm, cũng không cần phải lo thầy có phải là nhân vật do thế lực ngoại bang dựng lên hay không. Vì nếu thầy là một nhân vật được thế lực ngoại bang dựng lên thì đã có cơ quan nhà nước no việc đó rồi. Cái chúng ta quan tâm bây giờ chính là những người đang yêu thầy một cách mù quáng và những người đang yêu nước một cách cực đoan. Việc yêu mến thầy hay ghét bỏ thầy nó là quyền cá nhân và chính kiến của mỗi người, không có lý do gì để bắt người khác phải có chung suy nghĩ với mình. Tuy nhiên, nếu như yêu thầy mà quay lại tấn công tất cả những người không cùng quan điểm, hoặc những người không yêu thầy tự cho mình là yêu nước và tấn công thầy một cách cực đoan, thì chính những người này mới là những người đang chống phá nhà nước, chứ không phải là các thế lực thù địch từ bên ngoài. Nếu như chúng ta đủ tỉnh táo để yêu ghét một cách rõ ràng thì chúng ta nên hiểu yêu thầy hay ghét thầy thì chúng ta vẫn là đồng bào của nhau, chúng ta vẫn là anh em một nhà. Bởi vậy đừng vì yêu nước một cách cực đoan, cũng đừng vì yêu thầy một cách mù quáng mà để cho những đối tượng xấu từ bên ngoài chúng công kích để chia rẽ khối đại đoàn kết, từ đó anh em một nhà đấu đá lẫn nhau. Bởi vậy cái chúng ta cần phải chú ý không phải là thầy Thích Minh Tuệ, cũng không phải những người yêu thầy hay là những người ghét thầy, mà hãy chú ý tới chính bản thân chúng ta thôi. Chúng ta đã đủ tỉnh táo chưa để yêu nước một cách đúng đắn và yêu thầy một cách đúng đắn rồi hay chưa? Hay là chúng ta cũng chỉ là những con cừu non, những kẻ dễ dàng bị các thế lực từ bên ngoài
dẫn dắt bằng những cái luận điệu xuyên tạc sai sự thật. Từ đó gà một mẹ tự đấu nhau chứ không cần một thế lực nào từ bên ngoài tấn công cả. Đó là quan điểm riêng của cá nhân tôi, hoan hỷ chia sẻ cùng với cả nhà. Rồi quý vị thấy chưa, đó là tất cả những gì Sơn Sàm muốn nói với tất cả quý vị. Chúng ta cứ chờ đợi còn có một ngày nữa thôi. Đó, khi nào mà mọi chuyện nó rõ ràng trắng đen rồi chúng ta hãy phán xét, đúng không? Khi mà mọi chuyện nó ai mà sai, ai mà đúng, mà có kết luận của cơ quan chức năng rồi đó, đó, hoặc là chúng ta nghe được chính miệng chị Hằng nói ha, đó chính chị Hằng muốn nói cái điều gì rồi, khi đó chúng ta hãy lên phân tích, hoặc là chúng ta hãy lên chửi bới đồ các kiểu, đúng không? Đó, khi nào chúng ta nghe rõ ràng chị Hằng muốn nói về vấn đề gì, đó chị muốn quất là quất ai, quất như thế nào, quất về vấn đề gì đó, thì rõ ràng trắng đen rồi, xong rồi chúng ta nói cũng được, bàn luận thoải mái. Bây giờ chỉ là một cái câu nói mờ mờ thôi mà chửi lộn sầm ở trên hai bên nha. Đó, fan của Sư Minh Tuệ là cũng bị tổn thương, mà fan của chị Hằng cũng bị tổn thương nha. Cuối cùng là cái tụi kia là nó ngồi nó vỗ bành bạch giống như con mắm tôm nè, con đinh lan nè, bẫy gà nè, đó quý vị thấy không? Đó, rõ ràng chúng ta cứ chờ đợi nha. Rồi Sơn Sàm sẽ liên tục cập nhật tình hình cho quý vị chúng ta nha. Rồi ok, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng gửi đến những cái sản phẩm sức khỏe và làm đẹp của Sơn Sàm, xin mời cô chú anh chị xem qua, xin kính mời. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây, giải độc gan. Các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều, đó, gan nhiễm độc, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B, và nó hay bị nóng gan, đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn. Đó, Sơn Sàm cũng đang uống nha. Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị. Đó, thì cái này á là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây. Đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên gì, mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị. Đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750 ngàn, dạ dày cô qua này 750 ngàn nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên. Hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó, bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2,850 triệu, 2,850 triệu nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. Đó, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè,
đó, những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6 trong 1 nha, hộp này 300 viên luôn đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3 triệu 750 nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn. Hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não, à, cái này ai cũng bị nha, đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt chóng mặt đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não, thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3 triệu rưỡi nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị, à, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng 1 triệu 750 à, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em à, từ 5 đến 12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp hỗ trợ về canxi tăng chiều cao đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây, cái này là 1 triệu 750 nha. Đó, rồi Natto Kinase đây, cái này là siêu phẩm nè. À, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3 triệu 850 Natto Kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3 triệu 850. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bức rứt khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó nó làm mát gan nè, đó da dẻ hồng hào nè, đó cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1 triệu 150. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chân nè, đó miếng giang chân thải độc, khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi 950 ngàn đồng đó. Rồi và tiếp tục là cái nano trị gút, à, gút đây, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó, à, thì cái này là nano anserin trị gút nè, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau cho gút hành hạ nha, à, rất là tốt. Mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2 triệu 1 nha, 2 triệu 1. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bánh sơn sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.